À, chào các bạn, video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng phần mềm TouchGPT Designer phiên bản mình đang sử dụng là 4.13.0. Thì mình sẽ giới thiệu các cái thành phần của phần mềm này, cách sử dụng cơ bản nhất để chúng ta có thể biết cách dùng. Thì khi các bạn khởi động TouchGPT Designer lên thì nó sẽ mở cho chúng ta một cái cửa sổ mới nè. Trong cửa sổ này nó sẽ cho phép chúng ta tạo mới một cái ứng dụng ở cái phần mềm này nè, Create New Application, các bạn thấy không? Còn cái nửa bên này nó sẽ là Recent Application. Để cho chúng ta mở lại những cái ứng dụng mà chúng ta đã tạo trước đó. Phía dưới này là cái danh sách những cái ứng dụng mà chúng ta đã làm gần đây nhất. Sẽ đâu ở đây. Chúng ta muốn mở một cái application mà chúng ta đã tạo, mà chúng ta lưu trên đi thư mục bất kỳ, thì chúng ta click vào cái nút thư mục ở đây nha. Nó sẽ cho phép chúng ta chọn đến cái application mà chúng ta đã tạo. Cái phần mở rộng của cái file của TouchGPT Designer nó có phần mở rộng là chấm TouchGPT luôn. Rồi nè. Ở cái mục Create New Application là tạo mới một cái ứng dụng, thì ở phía dưới nó sẽ là Application Name để cho chúng ta đặt tên cho ứng dụng. Rồi cái Application Directory dùng để chọn nơi lưu. Nhấn vào nút Browse ở đây để chúng ta chọn đến cái thư mục mà chúng ta sẽ lưu cái ứng dụng mới. Thì trong bài này mình sẽ để tên mặc định của nó như thế này luôn. Rồi Application Template thì nó sẽ cho phép chúng ta chọn những cái bo mạch, những cái kit mà chúng ta sẽ sử dụng. Thì mình sử dụng kit của ST Microelectronics. Các bạn thấy nó hỗ trợ rất là nhiều cái kit. Thì mình xài là kit ST32F169E Discovery Kit. Mình sẽ chọn cái này. Để chọn nhanh thì thay vì các bạn kéo qua cái loại tìm như thế này, chúng ta có thể gõ qua cái mục search ở đây. Mình gõ ra 469 chọn thì nó sẽ nhanh hơn, đúng không? Select. Rồi một UI template là những cái giao diện mẫu đã được tạo sẵn. Thì nếu mà chúng ta chọn blank UI, nó sẽ tạo cho chúng ta một cái giao diện trống hoàn toàn luôn. Còn nếu mà chúng ta muốn mở một cái ví dụ mẫu của nó, thì chúng ta nhấn vào nút change và chúng ta sẽ chọn những cái ứng dụng mẫu mà người ta đã tạo sẵn ở đây. Thì những ứng dụng mẫu này nó download về từ internet, cho nên máy tính của các bạn phải có kết nối internet nó mới có những ứng dụng mẫu này ha. Rồi thì mình sẽ chọn cái ứng dụng là một cái ứng dụng nó đơn giản thôi. Đó, tạo một cái ứng dụng mẫu là button example, có hai nút nhấn up down, nhấn tăng giảm cái số bên này thôi, select, chọn và nó xong chọn select đó. Phía bên dưới là color dip là cái số bit của một pixel màu, một cái điểm ảnh ấy. Thì mình sử dụng màu RGB, mỗi màu là 8 bit nè, cho nên 3 màu RGB sẽ 2 bit. Hai là cái độ rộng của cái màn hình sẽ thiết kế, thì cái kit này nó có resolution độ rộng, cái độ giảm hình là 800x480, cho nên nó sẽ có cái độ rộng hơn cho tập hiệu đó. Đó là chiều rộng là 800, chiều cao là 480. Rồi chúng ta nhấn vào nút Create để tạo mới một cái ứng dụng. Các bạn thấy nó đau lắm, tập hiệu trên bay từ internet nào. Rồi thì đây là cái giao diện dùng để thiết kế cái màn hình của TouchGPT, thì các bạn thấy nó tương tự như các phần mềm thiết kế giao diện của các cái phần mềm lập trình như là Visual Basic hoặc là Qt. Nó có một cái màn hình ở chính giữa chính là đại diện cho cái màn hình LCD của chúng ta. Trên đây nó đã thiết kế sẵn cho chúng ta một cái màn hình rồi, nhưng mà cái màn hình này nó hình như là cái ứng dụng mẫu này nó dùng cho cái kit F746, cho nên cái độ phân giải nó nhỏ hơn, nó chỉ nằm ở một góc của cái màn hình của chúng ta thôi. Cái kit F469 thì nó có độ phân giải lớn hơn, cho nên cái màn hình của nó sẽ rộng nó như thế này ha. Và cái màn hình này nó sẽ hiển thị không có đủ. Rồi thì kệ nó, không sao hết. Khi mà chúng ta nạp lên kit thì nó chỉ hiển thị một phần như thế này thôi. Cũng đây á, nó còn chạy được bình thường. Rồi thì đây là cái màn hình LCD mà chúng ta sẽ thiết kế ha. Còn phía bên này chúng ta sẽ có một cái thanh công cụ. Cái mục này là một widget, widget. Nó có cái widget như là nút nhấn, button. Rồi rất là nhiều loại nút nhấn khác nhau. Rồi những cái hình ảnh, những cái container để chứa những cái widget, rồi thanh progress bar, thanh tiến trình, vân vân, và những cái này nó gọi là những cái widget. Và chúng ta có thể kéo những cái widget này bỏ lên giao diện, chúng ta chọn thôi, click vào nó sẽ tham vào và chúng ta kéo để thay đổi vị trí trên giao diện. Okay. Còn chúng ta không muốn nó có trên giao diện nữa thì chúng ta chọn và nhấn nút delete, xóa đi. Thì bài này mình sẽ giữ lại cái giao diện không có thêm cái gì nữa hết. Rồi
đây là cái cửa sổ widget. Còn tiếp theo là cái cửa sổ tiếp theo là cửa sổ screen, dùng để quản lý cái màn hình. Thì một cái ứng dụng của chúng ta nó có thể có nhiều màn hình, chẳng hạn như là màn hình chính, những cái giao diện chính rồi màn hình cái menu và màn hình cái thông tin. Đó, thì mỗi màn hình như vậy nó sẽ được quản lý ở cái mục là screen. Thì các bạn thấy trong cái ứng dụng này là nó chỉ có một màn hình duy nhất thôi. Trong màn hình này nó sẽ chứa cái widget này. Còn nếu chúng ta muốn tạo thêm màn hình nữa thì chúng ta click vào cái dấu cộng ở đây, nó sẽ thêm những cái màn hình khác vào. Và trên giao diện chúng ta có thể có những cái nút nét để chuyển sang màn hình khác, nút back để trở lại màn hình trực tổ vân vân. Thì những cái ứng dụng như vậy mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ở cái bài sau. Rồi, tiếp theo là custom container dùng để quản lý sửa đổi cái đối tượng gọi là container. Cái đối tượng container này là nó có thể chứa những cái widget khác. Thì khi nào học tới container thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết sau. Đó. Ta quay trở lại với cái màn hình main. Thì trên màn hình này nó sẽ có cái widget đúng không? Thì khi chúng ta chọn một cái widget ấy, thì phía bên này nó sẽ có một cái cửa sổ gọi là cửa sổ thuộc tính property để cho chúng ta thay đổi cái thông số của cái widget mà chúng ta chọn ở đây. Chẳng hạn như là cái nút nhấn này nó sẽ có tên là button up, chúng ta có thể đổi tên của nó ở đây ha. Location là cái vị trí của nó trên màn hình. Tại hiện thị cái tọa độ x là 52, thì là 59 tính theo pixel. Rồi có hiển thị không, nói chung là cái cửa sổ này cho phép chúng ta thay đổi những cái thuộc tính của cái đối tượng mà chúng ta chọn ở đây. Rồi, một cái cửa sổ tiếp theo nữa là cửa sổ interaction, nó cho phép chúng ta thêm bớt hoặc là chỉnh sửa những cái tương tác mà người dùng chọn lên trên màn hình. Chẳng hạn như là khi người ta click vào cái nút nhấn này thì nó sẽ có một cái tương tác tương ứng là tăng cái số đếm lên. Mình có thể đặt tên cái tương tác đó là increase value, tăng lên, tăng cái giá trị lên. Trigger là cái nguồn kích của nó là khi cái nút này nó được nhấn. Cái nút nhấn nào thì chúng ta có chọn ở đây, thì như là nút nhấn up rồi. Action là khi người ta nhấn nút up thì nó sẽ làm cái gì, thì gọi một cái hàm, và trong cái hàm đó người ta sẽ xử lý tăng cái giá trị biến đến lên và hiển thị ra lại cái test ra. Cái name là cái tên của cái virtual function này là tên gì, và nó tạo sẵn cho chúng ta một cái function như vậy luôn, chúng ta chỉ tham code thôi. Tương tự như vậy thì chúng ta có thể thêm bớt cái tương tác cái interaction này bằng cách là cứ click add thêm vào để chúng ta thay đổi các cái thuộc tính của cái interaction để chúng ta có được những cái tương tác mong muốn. Rồi, ngoài ra còn có cái nút ở trên này nữa, thì cái nút này mình sẽ hướng dẫn sau ha, khi nào học tới cái bài cần thì mình sẽ nói sau. Tập cái bài này chúng ta lưu ý là chúng ta chỉ nhấn vào cái nút canvas để cho nó có những cái màn hình này thôi. Nếu mà các bạn ở những cái màn hình khác á thì các bạn phải nhấn vào canvas để nó trở về màn hình này. Trên đây có những cái nút là run simulator để chúng ta chạy phòng. Thì cái giao diện này nó có thể chạy một chút chúng ta ở trên máy tính. Nếu trong trường hợp các bạn không có ekip thì các bạn nhấn run simulator để nó chạy một phòng trước ở trên máy tính. Run target là nó sẽ biên dịch và nó nạp xuống dưới cái ekip chúng ta. Generate code là để tạo ra cái code để chúng ta chỉnh sửa cái code đó, thêm bớt những cái thứ chúng ta mong muốn. Có nhiều thứ mà chúng ta không thể tạo được bằng cái phần mềm designer, cái phần mềm thiết kế này thì chúng ta có thể tạo bằng code. Rồi. Cái nút Browse Code này là khi mà chúng ta đã gen code rồi đó, thì chúng ta click vào cái nút Browse Code thì nó sẽ mở cái thư mục mà chứa cái thư mục code của chúng ta. Cách nhắm lên để mở nhanh cái thư mục code thôi. Còn cái detail log này nó sẽ hiển thị cái log ở đây ha. Và nó đang biên dịch cái gì rồi, nạp code ra sao nó sẽ hiển thị hết ở đây. Chẳng hạn như là trong quá trình run target này là nó biên dịch cái chương trình của chúng ta bị lỗi, và chúng ta muốn biết lỗi chỗ nào đó thì chúng ta phải chọn vào detail log để chúng ta xem chi tiết nó như thế nào để chúng ta sửa đổi. Và mình sẽ nói thêm về cái màn hình thì cái giao diện này nó còn có một số cái phần ở đây nữa, đó là chúng ta có thể tăng giảm kích thước của cái màn hình này. Rồi khi chúng ta cần thiết kế chi tiết ở một cái vùng đó thì chúng ta sẽ tăng kích thước nó lại hoặc là chúng ta giảm lại. Rồi có hai thanh cuộn ở hai bên để cuộn lên cuộn xuống, cuộn qua trái qua phải, hoặc là chúng ta lăn chuột cũng được, chuột lên cuộn xuống, control lăn chuột thì nó cũng to thu nhỏ. Thì bây giờ mình sẽ nhấn vào cái nút run target để nó nạp cái chương trình này xuống bo, chúng ta xem kết quả như thế nào. Nói chung là bài này các bạn biết cách tạo một cái ứng dụng mẫu theo cái mẫu có sẵn của TouchWiz rồi, các bạn nạp code xuống bo cho nó chạy là thành công rồi và hiểu cái thành phần của giao diện ở đây mà mình đã nói vừa nói đó. Các bạn thấy ở đây là cái thằng status mình hiện tại đang làm gì nè,
và chúng ta phải click vào Retailbox nó mới hiện thấy chi tiết ra, còn không là chỉ có cái thanh trạng thái ở đây thôi. Cho nên là nó đang nạp chương trình này, đang nạp chương trình là 39%, 60% là nó đây thì chi tiết ra. Đây xong rồi, chương trình chúng ta đã chạy rồi. Mình nhấn up nè, các bạn thấy giá trị của nó tăng lên đúng không? Nhấn down thì giá trị nó giảm xuống, và giảm đến 0 thì cái nút save editable đi tăng lên. Đó, bài này các bạn làm được tới đây là xem như thành công rồi. Thì bài này mình đã hướng dẫn cho các bạn cách cơ bản nhất để chúng ta hiểu các cái thành phần của Toshiba Designer, đồng thời cũng hướng dẫn cho các bạn cái cách để tạo một cái ứng dụng từ những cái ví dụ mẫu của Toshiba Designer, và chúng ta có thể nạp được những cái ứng dụng đó là cái kit để cho nó chạy được ha. Thì video của mình đến đây là hết, cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.